Ok, bạn lên cabin chặn xe rồi, mình tiếp tục làm video mới nha. Đây là một video nó về một game mới, Let's Run GD. Đó, cái game này là nó về sự uống dĩa của một cô gái nha, để né qua tất cả các mặt cản. Chúng ta sẽ lấy được những viên kim cương nha. Đó, mình thấy trò game này rất là hay nha, mình sẽ chơi cho các bạn xem. Đó, mình né qua, sau đó mình về đích là nó có mấy khung hình. Mình tạo giống như cái khung hình ở trong cái game này là chúng ta sẽ lọt qua được nhanh nha các bạn, cấp độ nhanh nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô game nha các bạn. Thế thì các bạn đã xem ủng hộ các biên trang channel của mình. We'll be right back.